Thưa quý vị, tối nay tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang đã diễn ra các trận chung kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 năm 2024. Ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ, trận chung kết của mùa giải 2023 đã được tái diễn khi chứng kiến sự đụng độ giữa thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân T&T. Các tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Phan Hoàng Tường Giang đang giúp đội thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Công an Nhân dân T&T. Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp đôi chút khó khăn để tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ. Còn ở nội dung đồng đội nam là cuộc so tài đầy hấp dẫn giữa Công an Nhân dân T&T và Hà Nội 1. Sau những màn rượt đuổi kịch tính đến thời điểm hiện tại, đội Hà Nội 1 đang tạm thời dẫn trước Công an Nhân dân T&T với tỷ số 2-1. Kết quả cuối cùng của các trận đấu này sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 4 tháng 6, đã diễn ra các trận đấu vòng loại ở một số nội dung đôi nam, đôi nữ.